Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn số người theo dõi trên Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần ba gạch là cái phần menu này. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình. Rồi bây giờ mình muốn ẩn số người theo dõi đây trên Facebook của mình nha. Thì bước đầu tiên các bạn bấm vào chỉnh sửa trang cá nhân. Các bạn bấm vào cái dòng chữ này. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Tới cái mục chi tiết này. Ở đây nó có chữ chỉnh sửa nè nha. Các bạn bấm vào chỉnh sửa. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Tới cái dòng là người theo dõi này. Thì hiện tại mình đang tích chọn nha. Bây giờ các bạn không tích chọn các bạn bấm vào không tích chọn thế này nha rồi sau đó các bạn bấm vào lưu rồi vậy là mình đã ẩn số người theo dõi trên Facebook thành công bây giờ mình ra cái chân cá nhân Facebook của mình này mình lót lại này thì số người theo dõi trên Facebook của mình nó đã bị ẩn rồi còn nếu như mà các bạn không muốn những người lạ theo dõi mình á thì các bạn quay ra nha các bạn vào cái phần menu này, rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư, rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt, rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm tới cái dòng chữ là người theo dõi và nội dung công khai này, rồi bước này các bạn chú ý vào cái mục đây ai có thể theo dõi tôi này, thì hiện tại đang để công khai nha là những người lạ hay là những người mình không quen biết vẫn có thể theo dõi mình Bây giờ mình không muốn những người không quen biết hay là những người lạ theo dõi mình thì mình bấm vào công khai sau đó mình sửa lại là bạn bè nha Rồi à, Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn số người theo dõi trên Facebook và cũng như là ẩn những người lạ, những người không quen biết theo dõi Facebook của mình Video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.